Hello, xin chào các bạn. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tháng 2 của bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp 3 phần nha. Phần thứ nhất là mình nói về phước lành trong tháng 2 của bạn. Phần thứ hai là tình yêu trong tháng 2 của bạn. Và phần thứ ba là sự nghiệp trong tháng 2. Chúng ta có 3 tụ bài và mỗi một tụ bài thì mình sẽ lần lượt đi 3 phần trên. Rồi, bây giờ các bạn chọn tụ nha. Đây là các bạn tụ 1, tụ 2, tụ 3. Rồi, mình sẽ dành phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1. Chúng ta nói về tháng 2 của bạn. Thông điệp từ vũ trụ. Vũ trụ sẽ cho các bạn biết những thông tin nào. Thứ nhất á, là mình nói về phước lành trong tháng 2 của bạn là gì nha. Các bạn có attachment. Bạn nhận ra được vấn đề của bạn á trong vòng tháng 2 nha mọi người. Tức là wow, in the season. Rồi, phước lành trong tháng 2. Wow, door to value. Wow, xin chúc mừng các bạn tụ 1 luôn á. Là các bạn thấy á, các bạn có trong một cái bầu không khí á, nó có những lúc các bạn thấy ảm đạm nè, thấy do dự, thấy mọi thứ xung quanh mình chưa có được rõ ràng. Thì á, có nghĩa là trong tháng 2 á, là bạn sẽ nhận ra, tức là bạn nhận ra vấn đề của mình. Bạn đang bị cái gì á, là bạn nhận ra, chẳng hạn như là bạn biết được á, là bạn còn vướng mắc những điều này, điều gì, thì bạn sẽ thấy rõ cái điều mà bạn đang vướng mắc, hoặc là bạn hiểu cái nội tâm của mình nhiều hơn. Rồi bạn hiểu vì sao mà mình lại do dự, vì sao mà mình chưa tìm thấy cái sự rõ ràng cho cuộc đời của mình. Rồi các bạn cũng hiểu được lý do tại sao mà khi mình đứng trước hai cái hướng đi mà mình lại do dự như thế. Tức là bạn hiểu chính bản thân của mình nhiều hơn á. Tại sao mình cứ chần chừ, cái nguyên nhân, cái gốc rễ từ đâu á, là bạn thấy rõ. Bạn thấy rõ những cái diễn tiến trong nội tâm của các bạn như thế nào nha. Và rất là may mắn cho các bạn luôn, vào trong tháng 2 á, thì bạn thấy là rất là mở rộng cho các bạn luôn về một cái cánh cửa về giá trị, về tiền bạc, cải thiện đời sống vật chất của các bạn. Bạn sẽ thấy được á, là bạn sẽ trao đi cái giá trị như thế nào, và cái giá trị đó của các bạn nhận về được tiền bạc như thế nào. Thì bạn thấy đây là một cái phước lành, một cái sự may mắn của các bạn trong tháng 2 ha. Rồi, wow, chúng ta tiếp tục nha mọi người. Cái phần tiếp theo là mình sẽ nói về tình yêu của các bạn trong tháng 2 nha. Tình yêu thì chúng ta sử dụng bộ này. Các bạn có đợt tách. Các bạn có believe and success. Và các bạn có win or lose. Tình yêu của bạn trong tháng 2 á, thì mình thấy đối với các bạn tụ 1 á, bạn nhìn trạng thái của cô gái này nè, giống như kiểu là buông xuôi, thả lỏng, thả cho con chim này bay đi. Thì có nghĩa là bạn sẽ đạt đến trạng thái bạn không còn nắm giữ, bạn không có cố chấp vào một điều gì đó nữa, bạn không lệ thuộc nữa, bạn không, hoặc là bạn không kiểm soát nữa, bạn không nắm giữ nữa trong tình yêu của bạn nha. Giống như kiểu là bạn thả lỏng, bạn thả lỏng nè, bạn không, bạn tách ra, chứ bạn không có còn gọi là mong muốn cái sự việc trong tình yêu là đi theo cái sự kiểm soát của bản thân nữa. Bạn rất là thả lỏng, bạn cho cuộc đời của bạn sự tự do, cũng như là bạn để cho đối phương là tự do luôn. Và trong tình yêu của các bạn giống như là bạn có một cái sự quyết đoán nhiều hơn, bạn lý trí hơn, nghĩa là
Một là cái câu chuyện tình yêu này là gãy luôn, hai là bạn sẽ là người thắng cuộc, có nghĩa là bạn để mọi chuyện trôi đi một cách tự nhiên như thế, bạn không còn muốn cố gắng nữa. Bạn không muốn cố gắng ở đây tức là bạn không muốn mình ở trạng thái mình cố gắng để thành công trong tình yêu của mọi người, tức là không, bạn không có ở trong một cái trạng thái vội vã là cam kết với người ta, nắm giữ người ta, hay là kiểm soát người ta, hay là kiểm soát cái câu chuyện tình yêu theo ý của bạn á, mà bạn thả lỏng một cách tự nhiên. Giống như bạn đạt đến một cái trạng thái là cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì mình cứ nắm giữ cỡ nào thì mình cũng không có đạt đến được cái sự hạnh phúc. Kiểu như bạn gọi là chấp nhận cái điều này và bạn thích như vậy hơn. Bạn không có muốn là mình trở thành một cái người mà tối ngày là cứ kiểm soát hoặc là nắm giữ tình yêu nữa, mà bạn muốn nhận về bản thân mình những gì xứng đáng hơn, cao đẹp hơn, chính là một cái sự tự do, một cái sự tự nguyện yêu thương nhau. Nếu đây thực sự là tình yêu của bạn á, thì bạn sẽ là cái người thắng cuộc. Tự nhiên lúc này đây bạn có một cái niềm tin rất mạnh mẽ như vậy, mặc dầu đôi khi cũng có một chút xe buồn, cũng có một chút là bạn chạnh lòng, bạn hơi buồn, nhưng mà bạn lại cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn, được sống là chính bản thân của mình nhiều hơn, có thời gian cho bản thân nhiều hơn, bạn lý trí hơn nha. Kiểu như bạn buông đó, nhưng mà bạn lại không có sợ rằng tình yêu sẽ mất đâu. Còn nếu như tình yêu mà mất thì bạn coi như đó không phải là của mình. Tiếp theo, wow, respect and with love and appreciation. Ở đây á, mình lại thấy là có điều gì đó trong tình yêu của các bạn á, đó là một cái sự trân trọng nhiều hơn, sự đánh giá cao hơn, sự chấp nhận nhiều hơn. Từ từ nha, mình lại thấy khi các bạn treasure your love once, bạn đạt đến cái trạng thái tình yêu vô điều kiện á. Tình yêu vô điều kiện ở đây là như thế này nè mọi người, nó có sự yêu thương, sự thông cảm, có tình thương ở trong đó, có cái sự thân thuộc ở trong đó, có tình người ở trong đó. Có nghĩa là bạn thả lỏng để tình yêu tự do đó. Bởi vì sao? Bởi vì bạn đã thay đổi á. Bạn thay đổi ở đây là cái tấm lòng của bạn lại gọi là rộng lớn hơn, cao cả hơn. Bạn phát triển hơn về cái nhận thức về sự biết ơn, lên một tầm cao mới rồi. You are limitless. Wow, chính xác như là những gì mình đã bắt trúng năng lượng nha. Bạn không có giới hạn, bạn có thể làm bất kể chuyện gì mà bạn chọn. Cho nên ở đây là mình cảm thấy bạn xứng đáng cao hơn. Bạn sẽ xứng đáng với lại, không phải xứng đáng với một tình yêu cao hơn, mà bạn xứng đáng với những sự yêu thương cao hơn. Cho nên ở đây á, trước mắt là trong tháng 2 mình thấy được là do, tức là bạn thay đổi, bạn bước lên một tầm cao mới, nhận thức của bạn, sự yêu thương của bạn và lòng biết ơn của bạn đều được nâng lên ở cái mức tần số rung động cao hơn. Cho nên á, là bạn có một cái quan điểm khác đi, bạn thả lỏng trong tình yêu đó, rồi bạn cứ chờ xem đây có phải là tình yêu thuộc về mình hay không. Đó, chính là cái tháng 2 tình yêu của bạn sẽ là như thế đó. Là mình thấy được như thế này trong năng lượng tháng 2 nha mọi người. Chứ còn là các bạn có đi đến kết hôn này nọ với nhau hay không á, là nó không phải là cái mục tiêu của trả bài chúng ta ngày hôm nay. Với lại mình không có làm xa, mà mình chỉ làm cái năng lượng trong tháng 2 thôi. Thì cái diễn tiến tháng 2, cái tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ, nhận thức của các bạn là như thế đó. Tức là bạn lên một cái tầm cao mới trong cái cách bạn nhìn nhận về tình yêu của mình. Cho nên thành ra là bạn không trói buộc bản thân và bạn cũng thả lỏng tình yêu á, tình yêu đạt đến cái trạng thái của vô điều kiện. Rồi, cái bước tiếp theo rất là quan trọng đây, sự nghiệp của các bạn ha. Rồi sự phát triển của các bạn nè. Rồi những cái mục tiêu trong cuộc sống của các bạn nè sẽ như thế nào trong tháng 2 nha. Wow, ở đây chúng ta có bộ này.
Trời ơi, deep freeze. Có điều gì đó ở nơi các bạn ha, tình sự nghiệp là cuộc sống mà, giống như ở trạng thái bị đóng băng trong một khoảng thời gian rồi. Đóng băng này nó có nhiều lý do lắm. Lý do gì từ từ để mình xem nha. Coming of heart. Chờ mình nha mọi người. Trời ơi, rất hay lá luôn hả? Các bạn có Fresh Adventure đang nói về một cái sự nghiệp lớn hơn đang chờ đợi các bạn, hoặc là một cái sự thay đổi lớn. Chẳng hạn như là bạn đi đến một cái nơi khác bạn làm việc, thậm chí bạn đi qua một cái quốc gia khác bạn làm việc nha. Hoặc không hẳn là bạn sẽ đi đâu, nhưng mà bạn sẽ đang bắt đầu hoặc là bạn bước vào một giai đoạn giữa, tức là giai đoạn phát triển, giai đoạn mà bạn thấy rõ cái sự kết nối và cái sự phát triển của bạn với cái sự nghiệp của bạn nha. Tiếp theo, reaching, your destination, your light. Ánh sáng của bạn đang rất là tỏa sáng. Bạn có thể là đang gần kề với lại cái định mệnh của bạn. Mà định mệnh ở đây là mình đang nói về cuộc sống, về công việc, về sự nghiệp, về lý tưởng nha mọi người. Wow, transformation, đây là phượng hoàng lửa bay lên ha, sự chuyển hóa rất là lớn ở nơi các bạn, một cách thức mới, một con đường mới, khiến cho bạn, tức là bạn vươn lên cái sự sống mà theo một cách mới, theo con đường mới trong tháng 2. Rồi, như vậy là có thể bạn sẽ tách rời khỏi những cái vấn đề mà khiến bạn bị đóng băng trong một khoảng thời gian. Đó có thể là những cái công việc cũ mà bạn thấy nó bị đóng băng trong một khoảng thời gian, hoặc là năng lượng của bạn, tức là trước đó thì năng lượng của bạn là giống như trì trệ nè, năng lượng là giống kiểu mình bị đóng băng luôn á, mình thấy là bạn sẽ bắt đầu cái giai đoạn bằng tách rời với cái nguồn năng lượng mà kiểu bị đóng băng á, cho dù cái sự đóng băng đó nó đến từ công việc bên ngoài hay nó đến từ bên trong bạn nha. Thì bạn sẽ đều tách rời, bạn bước qua một cái hành trình mới, hoặc là những gì mà bạn đang theo đuổi sẽ bước vào một giai đoạn giữa, tức là một giai đoạn phát triển, một giai đoạn mà bạn thấy được cái sự kết nối, chứ không phải là mù mờ nữa nha mọi người, mà bạn là giai đoạn bạn cảm nhận được cái sự tự tin á. Thậm chí có một số bạn còn khởi nghiệp, còn là cái người mà lãnh đạo chủ chốt nữa. Cái sự chuyển hóa ở nơi bạn đang rất lớn và đang rất mạnh mẽ, cái năng lượng rất mạnh mẽ cho cái sự vùng lên trong tháng 2. Rồi, chờ mình nha các bạn nha. Còn nữa nha mọi người, ở đây là một vài sticker mình sẽ rút cho các bạn một cái nữa. Rồi, chúng ta có gì đây? Các bạn có wake up and smile, thức dậy và mỉm cười. Wow, nếu như bạn nào cái sự đóng băng là từ bên trong của bạn, tức là gì? Bạn buồn bạn buồn nè, bạn có sự trì trệ nè, hoặc là kiểu như bạn buồn quá, kiểu như mình bị đau tinh thần quá mà bạn không có vận động á, thì mình thấy là đến lúc bạn thức dậy rồi và mỉm cười với cuộc đời rồi nè, tách rời khỏi sự đóng băng ha. Rồi, đô la, oh my god, rất là kết nối nha, kết nối, tại vì cái phước lành của bạn á, cũng là một cánh cửa về tiền bạc mở ra cho bạn nha, rất kết nối. Và tiếp nữa, everything start with a frame, mọi thứ sẽ được bắt đầu bởi cái giấc mơ của bạn. Wow, có sự khởi đầu mới trong tháng 2. Tiếp ha. Các bạn có 4 xu nè. Rồi, các bạn có Page of Cups. Đây, một cái cảm xúc mới nha, một cái nguồn động lực mới.
một cái cách nhìn mới vào trong lĩnh vực tình yêu. Tự nhiên là bạn tràn đầy cái cảm xúc luôn á, tràn đầy sự yêu thương và biết ơn. Bạn có, trời ơi, oh my god, bốn gậy luôn. Đi em rác, trời ơi, bà các bạn lên năng lượng rất là cao, 10 xu luôn hai kiếm. Ở đây á, có nhiều bạn nha, nhiều bạn giống như kiểu trong tình yêu á, buông thả lỏng, nhưng mà lại gặp phước lành. Gặp phước lành là có nhiều bạn là lên một cái sự gắn kết rất cao trong tình yêu. Có nhiều bạn đi đến sự kết hôn, hoặc là trong tháng 2 sẽ là cái gì đó, một cái bước chuẩn bị nào đó cho bạn đến cái việc kết hôn. Ở đây bạn có 10 xu luôn, rất thành công về tiền bạc trong tháng 2. Và đi em rác cũng là một biểu tượng của tình yêu, của sức khỏe, của sự thịnh vượng. Trời ơi, wow. Ở đây bạn có hai kiếm là bạn không có còn trạng thái nôn nóng nữa rồi. Nghĩa là trạng thái là bạn luôn suy nghĩ kỹ lưỡng, từ từ, chậm chậm, không nóng vội, không bất an, không nôn nóng. Đó là trạng thái của các bạn nha. Thành ra là bạn có thấy cái điểm đặc biệt trong trả bài của bạn không? Giống như kiểu là bạn làm cái gì đó, kể cả tình yêu hay sự nghiệp, càng chậm, vậy mà bạn thấy cái sự phát triển á, nó rất khác biệt. Giống như tự nhiên bạn chậm, bạn bình tĩnh lại, rồi bạn giảm đi cái sự lo sợ này nọ của bạn á, thì tự nhiên phước lành ập đến với bạn luôn á. Cho nên bạn mới thấy là cái vận tốc á, là cái mà mình rất khó có thể nói. Rất khó có thể nói ở đây á, là nhiều khi bạn chậm mà lại nhanh. Nhiều khi cái cách mình làm á, chậm nhưng mà nó lại nhanh nha. Còn khi các bạn nôn nóng á, nôn nóng nó không phải là sai đâu, nó chỉ cho thấy là bạn thay đổi á. Bạn thay đổi và bạn quyết tâm, đồng ý, đó là một ưu điểm á, không phải khuyết điểm đâu. Nhưng nhiều khi các bạn nhanh á, là các bạn không có đủ cái thời gian để các bạn suy nghĩ kỹ lưỡng. Thành ra mình ráng làm cái gì đó nhanh, nhưng mà nhiều khi cái sự phát triển nó lại không nhanh. Cho nên bạn thấy á, đôi khi á, chậm chậm từ từ á, mà cái sự thành công lại ập đến với các bạn. Ở đây mình thấy là bạn đạt đến một cái khả năng giữ tiền nữa nè. Giống như là bạn biết cách quản lý cuộc sống không? Có nhiều bạn biết cách quản lý nhân sự nè, rồi bạn quản lý tiền bạc tốt hơn nè, mà cái sự quyết tâm cao nữa, tức là giống kiểu quyết tâm không để tiền bạc thất thoát nữa. Rồi ở đây nhiều bạn có thể đi đến kết hôn nữa nè, hoặc là các bạn sẽ đặt nền tảng cho cái vấn đề kết hôn trong tương lai. Bạn xây dựng mọi thứ nó như là một cái cây vững chắc. Giống như các bạn á, khi các bạn theo đuổi sự nghiệp của bạn á, là cái cách bạn theo đuổi giống như là mình theo đuổi một cái cây, và mình sẽ làm cho cái cây sự nghiệp nó phát triển lên một cách vững chắc. Đó, đây chính là năng lượng của các bạn mà mình bắt được ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn tụ một rất nhiều. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn tụ hai. Tháng 2 của bạn như thế nào? Mình sẽ lần lượt đi qua 3 phần nha. Thông điệp từ vũ trụ cho: thứ nhất là phước lành trong tháng 2 của bạn, thứ hai là tình yêu, thứ ba là sự nghiệp nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần đầu tiên, đó là phước lành trong tháng 2 của bạn là gì. Các bạn có The Sage. Achievement, oh my god. Cho đo cho romance, oh my god. Cuối bộ bài các bạn có yin yang hòa hợp, oh my god. Các bạn tháng 2 là như thế này nè. Tức là bạn đang có một số cái vấn đề, tự nhiên là bạn bị kích hoạt cái sự bực bội, sự nóng tính. Đôi khi là bạn bị kích hoạt trong một khoảng thời gian là kiểu như bạn so sánh bản thân của mình với người khác. Rồi những cái tính cách mà gọi là mặt trái bạn có bị kích hoạt lên. Rồi đôi khi bạn cảm thấy là sao mình mãi vẫn chưa là được sống theo đúng cái ý của mình. Tức là nhiều khi bạn suy nghĩ sao mình mãi vẫn chưa làm được, xây dựng được cái
cái công việc, cái lý tưởng, cái cuộc sống theo ý của mình có cái gì đó nó đang muốn trói buộc mình lại, hoặc là sao mình chưa có được sống là con người thật của mình vẫn phải mang mặt nạ, hoặc là trong cái cuộc sống của bạn ở xung quanh bạn vẫn còn tiếp xúc với nhiều nguồn năng lượng, mà những cái nguồn năng lượng đó nó cứ kích hoạt cái sự cạnh tranh, sự ganh đua, sự đấu đá, kích hoạt sự ganh tị lẫn nhau, hoặc là kích hoạt cái sự bực bội, sự nóng tính, hoặc là xung quanh cái nguồn năng lượng bạn đang tiếp xúc đó là chưa có cho bạn có thể được sống là con người thật của mình, bạn vẫn phải mang mặt nạ đó mọi người. Tức là đôi khi cái điều này á, là sẽ làm cho bạn rất là khó chịu trong một khoảng thời gian nha. Nhưng mà trong tháng 2 này á, thì bạn thấy cái phước lành đến với các bạn á, nó chính là một sự hòa hợp về âm dương, là một cánh cửa của tình yêu, của sự hạnh phúc đang mở ra với các bạn. Các bạn có một phước lành á, bù lại rất là lớn cho bạn á, chính là bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng về tình yêu, về hôn nhân. Nhiều bạn ở đây á, là có thể đến cái giai đoạn các bạn mong muốn cái sự gắn kết, sự kết nối, sự kết hôn với nhau rồi. Các bạn sẽ có một cái cảm nhận được là sự hòa hợp về mặt âm dương nha. Tức là bạn bắt đầu cân bằng lại, bạn sẽ tách rời, bạn không còn bị cuốn vào những cái dòng năng lượng mà khiến bạn bị kích hoạt những cái mặt trái của bản thân á, là bạn tách rời ra. Và lý do là bạn cân bằng được cái nguồn năng lượng nam tính và nữ tính ở bên trong bạn, hoặc là bạn được bù đắp từ bên ngoài vào cái nguồn năng lượng nam tính hoặc nữ tính mà bạn còn thiếu, cho nên là bạn đạt đến sự cân bằng năng lượng, sự hòa hợp âm dương. Đó, cho nên cái phước lành rất quan trọng đến với các bạn là một cái sự hạnh phúc. Rồi có nhiều bạn sẽ thân thiết hơn nữa trong cái tình cảm vợ chồng nha, hoặc là nhiều cặp đôi các bạn sẽ đến một cái bước tiến là các bạn sẽ đặt ra, tức là các bạn sẽ gọi là nói chuyện đến cái vấn đề là có thể các bạn sẽ kết hôn với nhau. Rồi mình qua nha mọi người. Không hiểu tại sao mà mình giải thích cho các bạn tụ hai nó bị lộng cộng á, kiểu như nói nó cứ bị lặp đi lặp lại á, là giống như là mình cũng bị muốn cuốn vào trong cái nguồn năng lượng này của các bạn luôn nè. Nhưng mà các bạn yên tâm nha, tức là cái nguồn năng lượng mà đang kích hoạt có sự khó chịu bực bội ở nơi các bạn á, là các bạn sẽ vượt qua được cái nguồn năng lượng này trong tháng 2. Đó mọi người. Rồi mình qua nha. Chúng ta tới cái phần tiếp theo của bạn là tình yêu trong tháng 2. Cái thông điệp vừa rồi là đã có giải thích về cái phần tình yêu của bạn trong tháng 2 rồi á. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bước vào chi tiết hơn nha. Wow, check the list. Tiếp nữa là các bạn có listen. Wow, coming together. Chính xác là như vậy luôn. Rất nhiều cặp đôi các bạn đã sum họp đoàn tụ, yêu thương nhau, trân trọng nhau, tặng nhau những món quà, hoặc là các bạn sẽ để lộ rất rõ ràng cái sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Các bạn hội tụ sum họp lại với nhau. Ở đây có năng lượng của sự hành động, rồi là có những cái bước nhảy vọt trong tình yêu của các bạn luôn, hoặc là các bạn chuyển qua cái năng lượng chủ động á, nhiều. Tức là ý là mình đang nói về năng lượng tình yêu của các bạn nha, tức là lên cái nguồn năng lượng của hành động, của sự chủ động ở đây. Có những cái sự thay đổi, những bước tiến rất là lớn trong lĩnh vực tình yêu của các bạn luôn. Có sự lắng nghe, có sự thấu hiểu, có sự bảo vệ nhau. Các bạn mà có độc thân á, là các bạn cũng đang bắt đầu là có được cái sự may mắn trong tình yêu của các bạn lên luôn rồi nha. Các bạn cứ yên tâm đi, dạo gần đây mình rất là bắt trúng cái nguồn năng lượng á, mà các bạn luôn là có đôi có cặp á, cho nên là các bạn độc thân á sẽ bắt đầu vào cái giai đoạn á, là cái điều mà bạn sẽ có người đồng hành cùng với bạn á, là cái nguồn năng lượng này là đang đến với các bạn rồi. Cho nên cánh cửa tình yêu là đang mở ra với các bạn rồi. Không có đơn độc nhiều nữa đâu.
Tại vì xuyên suốt những phần trả bài mình đều là cứ bắt trúng cái nguồn năng lượng mà các bạn sẽ có người đồng hành á. À, cho nên là các bạn độc thân hãy cứ hy vọng lên nha, hy vọng nhiều lên vào câu chuyện tình yêu của mình. Các bạn có Tracer do Love One. À, tình yêu là bạn đạt đến một cái đỉnh cao hơn, lên một tầm cao nữa vào trong lĩnh vực tình yêu của bạn á, là bạn sẽ thấy được cái sự thân thuộc, cái sự thân thiết như là người trong một nhà. Bạn thấy được cái sự đùm bọc, chở che, yêu thương. Bạn thấy rất rõ cái sự bảo vệ, nâng niu. Và ở đây là đạt đến cái trạng thái tình thân, tình thương, tình yêu vô điều kiện. Tiếp theo nha mọi người, chúng ta có Wow, turn on your hotline đây. Y chát mình nắm năng lượng luôn nè. Ở đây là giống như là bạn tiếp nhận tình yêu đến với cuộc đời mình. Như vậy là đây là thông điệp truyền đến cho các bạn độc thân nha. Bắt đầu giống như bạn turn on, bật lên ánh sáng của trái tim các bạn, thì nó y hệt như là ý muốn nói là bạn hãy cứ mở cửa trái tim mình mà đón nhận tình yêu. Hãy chữa lành cho bản thân nè. Hãy tha thứ cho tất cả những gì đã từng xảy ra với các bạn trong quá khứ. Đến lúc này đây là con đường tình yêu là đang mở ra với các bạn rồi. Như vậy là cái vấn đề của bạn là bạn chỉ là đi trên con đường tình yêu đó, chứ còn con đường tình yêu là đã mở ra với bạn rồi nha. Và giống như vũ trụ mong muốn là các bạn hãy mở cánh cửa để bạn yêu thương thật nhiều. Không cần phải kiểm soát bản thân, đừng lo sợ, hãy cứ can đảm mà yêu thương á. Wow, have faith, đặt niềm tin nè, tin vào cái tình huống của bạn á. Thật ra cái niềm tin á vào trong tình yêu á, nó cũng được bắt nguồn từ cái việc tin vào bản thân, tin vào bản thân và yêu thương bản thân nha mọi người. Tức là bạn tin rằng bản thân của mình có thể yêu thương được ai đó thì tự nhiên là bạn thấy tình yêu sẽ đến với bạn ha. Đừng có để cho những cái sự sai lầm hoặc là thất bại về tình yêu trong quá khứ mà nó ảnh hưởng đến cái quan điểm của bạn nha. Tức là ở đây là nếu bạn nhận ra bản thân của mình còn vấn đề tổn thương nào đó thì cứ tập trung chữa lành. Hoặc là khi mà bạn nhìn lại bạn thấy bạn chưa yêu thương bản thân thật nhiều thì có nghĩa là đến lúc bạn phải thật là mạnh mẽ lên, take the lead, làm một cái bước nhảy vọt luôn, là sốc bản thân của mình lên, làm cho bản thân mình đẹp thật là đẹp. Hãy đem những gì tốt nhất, đẹp nhất cho bản thân của bạn để nâng bản thân của bạn lên một tầm cao nữa, để bạn là tự tin hơn nữa. Thế là bạn mới bắt đầu có những cái nhìn khác đi và tự tin hơn khi mà tình yêu đến với bạn nha. Tại vì con đường tình yêu là mở ra với các bạn rồi. Và vấn đề của bạn là bạn có đi trên con đường đó hay không? Có thật sự là chấp nhận tình yêu vào cuộc đời của mình hay không? Tự nhiên ở đây mình lại muốn dừng lại và bóc cho các bạn một vài sticker trước khi chúng ta qua cái phần quan trọng không kém tiếp theo nha. Các bạn có biển. Wow. Các bạn có you and me, ngay chát luôn nè mọi người. Các bạn là có đôi, có cặp á. Các bạn luôn là song hành, đồng hành cùng với nhau nha. Kế hoạch của bạn có họ và kế hoạch của họ có bạn nha. Là bạn. Có thể liên quan đến liên quan đến con đường, đến phương hướng. Bạn có thể là có nhiều sự chỉ dẫn đến với cuộc đời mình. Cũng có thể là bạn được hướng dẫn từ bậc thầy hướng dẫn tâm linh của các bạn nha. Tại vì listen, thông điệp listen là lắng nghe. Có thể là bạn lắng nghe sự hướng dẫn từ vũ trụ nữa. Ok, rồi biển thôi nè mọi người. Cũng có thể bạn đi du lịch biển. Rồi, chúng ta qua cái phần cuối cùng, đó là sự nghiệp nha mọi người. Sự nghiệp của bạn, sự nghiệp nè, phương hướng phát triển này nọ ha. Nha.
Rồi rất kỳ lạ. Ba lá. Hồi nãy các bạn tụ một mình cũng bị trợt cái tay rút ra ba lá, mặc dầu là trong lòng của mình là chỉ muốn rút một lá. Các bạn có Stormfield sự nghiệp nè, bạn thấy giống như kiểu là cơn bão gì đó đe dọa ha, nhưng thật sự bạn nhìn kỹ mọi thứ vẫn bình an. Đây nè, bão nhìn thấy ghê, mà ở đây á, nấm nè, cây hoa nè, chim chóc này nọ là bạn thấy rất là bình an luôn. Tiếp theo, các bạn có Strength, wow, khám phá sức mạnh của bản thân. Cái câu này mình hiểu rất là sâu sắc luôn. Mình giống như kiểu đã từng đi qua giai đoạn này rồi. Các bạn thấy overcoming obstacle, vượt qua trở ngại nè. Và thanh lọc nè, thanh lọc để mà bạn kích hoạt lại cái sinh lực á, sinh khí. Đấy. Rồi tiếp theo nữa là các bạn có release control. Có nghĩa là để cho cái tiến trình, cái quá trình phát triển sự nghiệp của các bạn nó nhẹ nhàng, không cần phải kiểm soát nha. Rồi, ở đây mình phân tích ha. Sự nghiệp của bạn á, ban đầu là bạn hơi bị nôn nóng hoặc là còn lo lắng cái chuyện gì đó nữa. Bạn sợ rằng nếu như bạn không giải quyết được nó thì kiểu nó giống như là cái cơn bão nó ập đến. Nhưng thực sự ra cái cơn bão này á, không biết là có hay không nha, nhưng mà mọi thứ vẫn bình yên. Cái nữa là đôi khi á, cái cơn bão này nó giống như là một cái cơn bão về cảm xúc của bạn á. Có lúc tự nhiên một cái sự dâng trào lên, cái cảm xúc của sự lo lắng làm cho bạn tự nhiên ở vào trong cái trạng thái là bạn bồn chồn, bạn nôn nóng, bạn cuốn quýt lên và bạn muốn làm mọi thứ, hoặc là bạn muốn đạt đến cái giải pháp cho nhanh, thật là nhanh. Đó, kiểu như cái lúc mà cái cảm xúc của bạn nó dâng trào lên như thế. Nhưng bằng một cái lý do gì đó mà mình thấy tự nhiên các bạn có sự điềm tĩnh lại nè. Bạn bắt đầu khám phá sức mạnh của bản thân. Sức mạnh ở đây là gì? Thật sự là bạn yêu thích điều gì? Bắt đầu cái điều đó nó nổi lên một cách thật sự. Sở trường của bạn là gì? Năng khiếu của bạn là gì? Tự nhiên bạn thấy một cách rất rõ ràng. Và bạn bắt đầu tự tin. Bạn bắt đầu tự tin ha. Một cái sức, cái sự mạnh mẽ của bạn để bạn bắt đầu là nghĩ làm sao để mình phát triển. Mình phát triển cuộc đời mình dựa trên cái điều mình thật sự yêu thích. Và chính cái điều bạn thật sự yêu thích đó thì bạn lại, bạn thấy được cái sự tự tin của bạn, cái sự sáng tạo của bạn. Đó, cho nên là bạn đang bắt đầu cái quá trình này. Và đây là cái điều tuyệt vời. Đối với mình, khám phá sức mạnh của bản thân đối với mình nó giống như là một kỳ quan. Là kỳ quan. Giống như bạn thấy ở ngoài á, mọi người thường hay nói gọi gì, lãi suất kép. Lãi suất kép tức là một quá trình tích lũy, tích lũy cái sự cố gắng của các bạn á, cho đến một ngày nó rất là phát triển, thì cái đó người ta gọi là lãi suất kép. Và người ta cho rằng đó là kỳ quan thứ 8. Còn á, mình á, thì mình cảm thấy cái việc mà bạn khám phá được cái sức mạnh của bản thân thì đối với mình đó là báu vật á, báu vật của thế gian, nó là kỳ quan thứ 8. Và nếu như bạn á, mong muốn là bạn xông hơi nè, ngâm mình vào bồn tắm nè, hoặc là bạn có điều kiện hơn nữa, bạn ngâm mình vào trong ao hồ sông suối biển gì đó, hoặc là bạn xây dựng được cái đầm sen hồ sen, thì đó chính là phước lành nha. Điều đó rất tốt, bởi vì nó sẽ khiến cho các bạn á, thư giãn nhiều lắm. Đây là điều rất là quan trọng. Tại vì trong cái lúc bạn thư giãn á, bạn thanh lọc, thì bạn thấy là tự nhiên là một cái sinh lực á, cái sinh khí, bạn trở thành cái người kiểu tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng, giống như kiểu bạn hấp thụ lại năng lượng của các nguyên tố tự nhiên, và bạn cảm thấy là mình mạnh mẽ hơn, và mình sáng suốt, mình trí tuệ hơn nha, và mình có thể giữ được cái sự điềm tĩnh hơn. Các bạn có The Tower. Đây, chỗ kết nối kinh không mọi người. Ở đây là Storm, cơn bão. Ở dưới này là The Tower.
các bạn có 5 of one 5 gậy ha, 10 kiếm, oh my god. Đó, mấy bạn thấy cái cơn bão vừa rồi mà các bạn đối diện á, là đó là cái mà nó kích hoạt á, nhiều bạn là cảm xúc nhiều lắm, hoặc là cái sự giận dữ của các bạn lên cao lắm nha, sự nóng tính. Có nhiều bạn còn xảy ra cái sự mâu thuẫn, tranh luận, tranh cãi gì đó với đồng nghiệp nữa. Rồi á, là bạn thấy là cái năng lượng hơi bị lửa nhiều nha, kiểu như nóng nảy này nọ nhiều lắm. Và đây là 10 kiếm, là đây là bạn thấy là 10 kiếm, mà đâu có cái cây kiếm nào nó đâm vào người bạn đâu. Những người này giống như là những người núp lùm nè, để chờ mà đâm bạn. Thì cái này nó đang muốn nói rằng á, là kiểu như bạn ở trong một cái trạng thái, bạn nghĩ rằng chắc xung quanh mình toàn là kẻ thù không à, ai đó đang rất muốn là tấn công mình. Nhưng thật sự nó không có phải như thế mọi người. Cái tranh cãi này của các bạn nè, nó chỉ dừng lại ở cái mức 5 gậy thôi, tức là nó chỉ là những chuyện rất là lặt vặt, những chuyện đấu đá lẫn nhau rất là lặt vặt trong cái công việc. Những người này bạn nghĩ là họ cầm kiếm, họ núp lùm, họ chuẩn bị đâm bạn, thực sự nó đâu có phải như vậy. Nó là do cái tinh thần của bạn nó đang bị xuống á, kiểu như nó bị kiệt quệ cái tinh thần á, rồi bạn sinh ra những cái giống như bạn có sự đa nghi. Đề phòng là tốt, cái đó không phải sai. Nhưng mà ở đây nè, giống như bạn kiệt quệ về tinh thần á, rồi bạn đa nghi, bạn suy nghĩ nó khá là tăm tối. Tiếp theo 5 gậy lặp lại lần thứ hai, rất kết nối ha. Các bạn có The Father of Pentacles là vua su á, và các bạn có The Fool, có sự khởi đầu mới. Tại vì á, là cái điều cũ, môi trường cũ, công việc cũ gì đó của bạn nó nổ tung rồi, và nó kết thúc luôn là 10 kiếm. Cho nên thành ra là bạn bắt buộc là qua cái sự khởi đầu mới. Cũng có thể là vũ trụ gọi là bạn bắt buộc á, giống như nó liên quan nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như là bạn đã đến cái đỉnh cao của đời người, tức là như nè, bạn đến cái giai đoạn cuối của một giai đoạn, thành ra là bạn qua một cái giai đoạn, một cái chu kỳ tiếp theo, thì buộc là cái hoàn cảnh, cái tình huống, cái sự kiện nó cũng sẽ khiến bạn phải chấm dứt đi cái tình huống cũ thôi, phải chấm dứt đi một cái sự phát triển cũ. Cái đó là cũng là những có yếu tố của sự khách quan trong đây nữa. Có yếu tố của vòng quay số phận ở trong đây nữa. Cho nên thành ra là bạn cũng kết thúc đi cái cũ. Rồi, bạn qua một cái giai đoạn mới, bạn sẽ đặt nền tảng mọi thứ lại hết. Về nhận thức của bạn cũng sẽ khác đi. Rồi về cái nền tảng để bạn tạo dựng ra công việc, sự nghiệp, tiền bạc của bạn cũng khác đi luôn. Và trong tháng 2 này, nó sẽ là sự khởi đầu mới của các bạn nha. Mình đang thấy năng lượng các bạn rất cao, tại năng lượng của bạn là vô su. Năng lượng vô su là bạn có giống như bạn có đầy đủ mọi tố chất nè, bạn có đầy đủ mọi tố chất, rồi bạn có kinh nghiệm, bạn dường như có mọi thứ luôn á, để bạn có thể, năng lượng bạn rất trưởng thành á. Cái vấn đề ở đây là bạn gặp thời vận hay chưa thôi, chứ còn là ở bản thân của bạn dường như là một sự hoàn hảo á. Tức là bạn không hề có vấn đề gì hết á, mà bạn đừng có trách bản thân nha, tại không phải đâu, bạn rất hoàn hảo á, tại vì do nó còn liên quan đến rất là nhiều thứ mọi người. Khi các bạn nghiên cứu thì các bạn thấy là đôi khi, một khi mà bạn đã tích tụ đủ cái năng lượng rồi, là bạn sẽ lên một cái tầm cao khác thôi. Khi bạn lên tầm cao khác thì tất nhiên cái cũ nó sẽ là the tower liền. Tức là cái cũ là nó không còn nhân duyên với bạn nữa, là bắt buộc là bạn phải kết thúc cái chặng đường đó. Chứ còn bạn không phải là cái người bình thường đâu nha. Mình kết thúc vấn đề ở đây nha mọi người. Tại vì cái chủ trương của chúng ta là trong tháng 2 nha các bạn. Rồi, bây giờ cái diễn tiến tiếp theo cho cái hành trình mới này như thế nào thì mình sẽ còn làm trong tháng 3, tháng 4 vân vân. Tại do mình giới hạn lại cái năng lượng trong tháng 2 thôi, để các bạn theo dõi nha. Và các bạn cứ theo dõi trong cái tháng 2 như thế nào. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ ba. Tháng 2 của bạn như thế nào? Mình sẽ lần lượt giải đáp cho các bạn 3 phần nha. Thứ nhất là phước lành trong tháng 2 của bạn. Thứ hai là tình yêu. Thứ ba là sự nghiệp.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, thông điệp từ vũ trụ phước lành trong tháng 2 của bạn. Một lá phóng ra luôn. Phước lành trong tháng 2. Wow, các bạn có luân xa ba. Luân xa ba, mình đang hiểu vấn đề gì rồi. Luân xa cổ họng. Và strength, sức mạnh của bạn. Bạn thấy mấy cái lá bài nó vẫn còn hơi đảo ngược đó mọi người. Là như thế này nè. Trong tháng 2 á, cái này không phải là trong tháng 2 mà là trong tâm trí của các bạn, nhưng mà cái sự mạnh mẽ hơn nữa vào trong tháng 2 là bạn đang muốn chứng minh được tài năng thực lực của bản thân. Bạn đang muốn là chứng minh được thực lực thật sự của bản thân nha. Bạn tài năng ra sao, rồi bạn làm nên chuyện như thế nào. Giống như bạn đang muốn chứng minh là bạn làm nên được từ bản thân của bạn á. Rồi ở đây nữa là bạn muốn có một cái sự phát triển hơn nữa về luân xa cổ họng, là bạn muốn đạt đến một cái trạng thái chuyên nghiệp hơn nữa trong tháng 2. Đúng rồi đó, cho nên thành ra là giống như kiểu là bạn thương lượng, bạn giao tiếp, thể hiện bản thân như thế nào thông qua nói, thông qua viết, thậm chí là thông qua viết luôn đó mọi người. Rồi là bạn đang muốn thể hiện bản thân của mình được như vậy. Nghĩa là trong cái việc bạn tiếp xúc với người khác, bạn giao tiếp với người khác, chứ bạn không còn là muốn mình trở thành một cái người mà không có nói được á. Bạn không có thích kiểu làm việc đơn độc nữa, không có thích kiểu làm việc mà ẩn mình nữa, mà đây là bạn muốn mọi thứ đều là quang minh chính đại. Cho dù bạn có giao tiếp với cái người lớn hơn, với một người sếp cấp cao, hay là với một cái người khác biệt nào đó, đến từ một nơi khác biệt nào đó, thì bạn vẫn muốn đạt đến một cái trạng thái tự nhiên, tự tin đó. Bạn đang muốn là lấy lại được cái sức mạnh của bản thân nha. Và ở đây là trong tháng 2 thì mình thấy cái phước lành của bạn là bạn có cơ hội để thấy được cái sự phát triển về tài năng của mình. Bạn có cơ hội để thấy được cái sức mạnh của các bạn. Đợi mình một tí nữa nha mọi người. Thật ra các bạn tụi ba là bạn quan trọng á, bạn sẽ làm nên được điều gì hơn là một cái sự may mắn bất ngờ nào đó. Rồi mình dừng lại ở đây một chút ha, chúng ta sẽ đi vào chi tiết của hai phần sau thì để mình sẽ làm rõ nghĩa hơn ba cái lá này nữa nha. Để đây luôn. Tiếp theo là tình yêu của bạn trong tháng 2. Trời ơi, mình nói chuyện mà mình cảm nhận cái năng lượng của các bạn luôn á. Cứ bình tĩnh tự tin nha mọi người, bạn sẽ làm được những cái điều này á. Tại vì các bạn đang có vấn đề của luân xa cổ họng á, mình muốn diễn đạt không được luôn á. Giống như các bạn tụi ba là đang tìm thấy lý tưởng của mình rồi, và đang muốn một sự bứt phá mạnh mẽ. Nhưng mà cái gì cũng cần thời gian nha mọi người. Không đâu, năng lượng của các bạn tụ ba thì mình cảm nhận là bạn cố gắng hết sức mình á, thì bạn sẽ bắt đầu thấy cái điều kỳ diệu á. Rất là đặc biệt ở đây nè, bạn cứ cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ bứt phá được một cái điều gì đó, mình cảm nhận được như vậy. Có nghĩa là các bạn tụ ba không cần phải chậm chậm từ từ luôn cũng được nữa. Tình yêu của bạn đây, các bạn có flower, master và well deserved reward. Bạn đang kiểm soát tình yêu lại á. Bạn là người tập trung vào sự phát triển bản thân, bạn muốn làm một cú nhảy vọt, một sự bứt phá, bạn muốn tập trung vào trong sự nghiệp, bạn có sự tham vọng á. Ở đây các bạn tụi ba là người có tham vọng lớn. Cho nên thành ra là đối với tình yêu không phải là sự ưu tiên hàng đầu. Tình yêu đối với các bạn hàng thứ hai trở xuống thôi.
bạn có khả năng kiểm soát được trái tim mình, bạn có khả năng kiểm soát được câu chuyện tình yêu của bạn. Bạn muốn phát triển tình yêu hay là bạn muốn tình yêu chậm chậm từ từ, thì dường như bạn là cái người quyết định, bạn sẽ là cái người quyết định. Cho nên thành ra là tình yêu á, là bạn chưa tập trung vào tình yêu lắm. Tình yêu là xếp hạng thứ hai trở xuống thôi. Bạn đang muốn là thực hiện cho bằng được cái tham vọng của bạn á. Dường như là không có cái gì có thể ngăn cản được các bạn luôn nha. Nhưng mà có một cái vấn đề chỗ này các bạn tụi ba sẽ cần lưu ý á. Tức là coi chừng bạn mong muốn á, tự nhiên bạn tập trung một cách quá mức, thì vô hình chung là bạn có tạo áp lực với bản thân. Tức là vấn đề của các bạn tụi ba, bạn chính là chướng ngại vật của bạn á. Bạn đang, mình nói như thế nào nhỉ? Tức là có cái gì đó mà ở nơi bạn, cái sự tham vọng rất lớn nha. Bạn thích vào một cái cuộc chơi lớn. Cho nên thành ra là đôi khi là sẽ có cái năng lượng của cái sự kiểm soát, sự áp lực ở đây á. Bạn có thể đạt được mọi thứ á. Nhưng cái điều đó liệu là có phải tất cả những điều mà bạn đang hướng đến, tất cả những cái bạn đang tham vọng, thì liệu có phải 100% những điều đó nó xuất phát từ trái tim của bạn không? Chắc chắn trong đó là sẽ có rất nhiều cái xuất phát từ trái tim của bạn đấy, nhưng chưa chắc là 100% nha. Còn các bạn thì các bạn lại mong muốn cái sự hoàn hảo theo ý của bạn. Nhưng cái sự hoàn hảo đó có phải 100% là rằng đó là điều bạn yêu thích hay không? Wow, các bạn có listen with your heart, lắng nghe trái tim của mình nè. Bạn lắng nghe với một trái tim chân thành. The heart of the matter. Mọi thứ đang diễn ra là nó vượt xa những gì mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài. Cái câu chuyện tình yêu của các bạn á, nó là cái mà bạn sẽ cảm nhận bằng trái tim thì bạn mới hiểu rõ hơn. Bởi vì nó quá hơn những gì mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài. Wow, romance. Oh my god. Bạn dường như là có tham vọng. Bạn là người trân trọng tình yêu chứ không phải là không đâu. Nhưng mà kiểu như cái thời khắc này, thời điểm này, thì cái sự nghiệp, sự phát triển bản thân, thậm chí là sự tham vọng của bạn nha, là hàng đầu. Đó là sự ưu tiên số 1. Nhưng bạn cũng là người bạn rất là yêu thương á. Cái sự yêu thương của bạn rất là sâu sắc á. Cái sự yêu thương của bạn á, bạn là một người yêu có thể nói là cuồng nhiệt luôn á, mãnh liệt. Nhưng bạn rất là kiểm soát. Có nghĩa là bạn rất yêu thương á, nhưng bạn cũng rất là kiểm soát. Cho nên á, bạn giống như là một hương vị mặn á mọi người ha. Mặn ngọt chua cay, thì bạn giống như là hương vị mặn, rất là mặn mà sâu sắc. Nhưng mà đồng thời á, ở nơi bạn cũng toát ra cái nguồn năng lượng của cái sự mê hoặc, của cái áp lực. Nó cũng có hơi tiêu cực ở đây á. Giống như kiểu là sao nhỉ? Có nghĩa là bạn giống như năng lượng the devil quá. Năng lượng của the devil, rất là cái nguồn năng lượng nó rất là thu hút và kiểm soát. Nhưng mà mình mô tả cho các bạn nghe thôi. Chứ còn á, tức là mô tả để bạn thấy cái nguồn năng lượng của bạn á. Chứ còn năng lượng tình yêu của bạn thì rất tuyệt vời nha. Bởi vì đạt đến á, cái sự yêu thương rất lớn ở đây á, là vì sao? Vì có cái sự thấu hiểu trong tình yêu của bạn nè. Và bạn sẽ có một cái câu chuyện tình nó rất là mặn mà, rất là sâu sắc, rất là lãng mạn, rất là say đắm nhau luôn á. Là trong tháng 2 này, đó là câu chuyện tình yêu của bạn á. Bạn y hệt như là cái người á, kiểm soát 100% cái câu chuyện tình yêu á. Bởi vì năng lượng của các bạn cao. Và mình thấy giống như đối phương cũng sẽ là một cái người cùng bạn bước vào một cái câu chuyện tình cảm rất là say đắm luôn. Wow. Rồi mình qua cái phần tiếp theo nha mọi người, chính là sự nghiệp của các bạn trong tháng 2 nha.
sự nghiệp trong tháng 2, chờ mình chút nha. Chúng ta có một vài sticker. Trời ơi, wow, các bạn có You and Me nè. Bạn có người đồng hành. Em, cái người bạn yêu thương á, người đồng hành cùng bạn y hệt như là họ ủng hộ các bạn 100%. Bạn có yếu tố của thời gian nữa nè. Một á, là thời gian đối với các bạn rất là quý giá. Giống như kiểu bạn làm việc gì bạn cũng tính cái thời gian của nó. Kiểu như là bạn là cái người rất kiểm soát á, rất kỷ luật. Bạn là vừa có cả hai yếu tố, là vừa kiểm soát vừa kỷ luật luôn. Trời ơi, wow, một bức thư. Một bức thư mà có hoa này nọ nữa. Các bạn có thể nhận được một cái tin tức gì rất là vui vẻ, hạnh phúc ở đây nha. Rồi, sự nghiệp. Các bạn có message prayer. Wow, năng lượng của các bạn, nó là nguồn năng lượng của message đó. Rất là một cái nguồn năng lượng rất là thu hút đó, ở nơi bạn á. Ở đây mình thấy là có cái sự cầu nguyện rất là phép lạ ở đây. Nếu như các bạn là người cầu nguyện chân thành á, bạn có thể thấy được phép lạ sau khi các bạn cầu nguyện nha. Bạn kết nối với thiên nhiên, kết nối với cây cối, với năng lượng xanh á, bạn gửi sự cầu nguyện một cách chân thành lên vũ trụ, thì cái lời cầu nguyện của bạn thật sự rất là linh ứng, là bạn sẽ thấy phép lạ đến với các bạn liền. Và cái thông điệp này là đã từng đến với mình rồi nè. Mình là đã nhận được cái phép lạ sau khi mình cầu nguyện. Thì mai mốt là mình sẽ nói riêng về cái phần sự cầu nguyện cho các bạn nghe nha. Các bạn có suffering pool. Trời ạ, các bạn ở đây có cái năng lượng gì đó rất là một cái hồ thiêng liêng, là bạn thấy năng lượng của bạn rất là magic đúng không? Kiểu như là có cái gì đó mang tính chất của huyền bí, của tâm linh rất nhiều, mang cái nguồn năng lượng giống như kiểu rất vô cùng cuốn hút và mê hoặc mọi thứ xung quanh các bạn cũng rất là mê hoặc nữa. Rồi, message stream lại tiếp tục message đó nè. Một cái dòng suối. Wow. Các bạn em, để mình xem ta. Sự nghiệp của bạn ha. Liên quan đến cái yếu tố của chữa lành rất nhiều mọi người. Chữa lành, năng lượng nè. Rồi, bạn nhìn mọi thứ đều rất là tươi mới ở đây á. Rồi ở nơi các bạn có cái gì đó rất là diệu kỳ nữa, rất là phép lạ nữa, rất là huyền bí ở đây nữa, rất là tâm linh, rất là thiêng liêng. Đó là cái năng lượng mà mình nhìn thấy được có ở nơi các bạn nha, và nó cũng có thể liên quan đến sự nghiệp gì đó của bạn nữa. Các bạn có solitude in silent peace reveal. Bạn thích cái sự tĩnh lặng á. Rồi, enjoy journey. Bạn giống như con cáo á. Con cáo là đại diện cho năng lượng của sự khôn ngoan á mọi người. Bạn lập kế hoạch ha. Rồi có liên quan đến yếu tố thời gian nè, la bàn nè. Cái cuộc hành trình của bạn á, nó là một cái quá trình á. Nó sẽ là bạn sẽ tận hưởng cái quá trình, tức là không có phải là các bạn nôn nóng để đi đến cái điểm đích đâu, mà đối với các bạn phép màu nó là một cuộc hành trình luôn. Từ khi bạn bắt đầu thì nó đã là phép màu diễn ra suốt hành trình với các bạn rồi. Tiếp theo nữa, các bạn có begin now, take a first step rồi, bạn cũng sẽ có sự khởi đầu mới nào đó trong cái tháng 2 này. Có thể là liên quan chuyến đi, hoặc là bạn sẽ làm một cái điều gì đó mới trong tháng 2 luôn nha.
nhiều bạn ở đây sẽ được, các bạn được chữa lành rất nhiều, thậm chí một số bạn còn gọi là vượt cái sức khỏe của bản thân hơn nữa. À, bạn chữa lành chủ yếu là chữa lành theo các nguyên tố tự nhiên, bạn tiếp xúc với thiên nhiên nhiều, bạn chữa lành cả những cái vấn đề về thể chất của các bạn luôn, và cả những cái tổn thương tâm hồn của bạn luôn. Bạn giống như là bạn chết đi một cái linh hồn cũ và bạn sống với cuộc đời mới, bạn sống với những điều mới mẻ. Bạn thấy tâm hồn của bạn cũng hoàn toàn khác nữa. Và đôi khi các bạn còn có một cái cảm giác là bạn hòa mình vào luôn với lại thiên nhiên, với lại ao hồ, sông suối, cây cối nào đó bao xung quanh các bạn nha. Và đôi khi các bạn cũng cảm nhận được cái linh hồn của mọi cảnh vật bao xung quanh các bạn nữa. Nhưng bạn cũng là người rất lý trí, tức là bạn cũng là người nghiên cứu mọi thứ rất là sâu sắc. Tiếp theo, các bạn có qua đời lại năng lượng nước nữa nè mọi người. Năng lượng nước nãy giờ xuyên suốt luôn nha. Bạn được chữa lành là giống như kiểu không có từ chối cái ly nước nữa mà uống nước á. Chỉ có đó là bạn hấp thụ hết những cái nguồn năng lượng chữa lành, những cái nguồn năng lượng phục hồi. The Hierophant. Wow. Và năm gãy. Cái này là sự nghiệp là vẫn còn, bạn cũng có những cái chuyện lặt vặt nè, những cái sự mâu thuẫn, rồi thậm chí là những cái sự xung đột với lại đồng nghiệp, nhưng mà nó rất vặt vãnh tại vì nó chỉ dừng lại ở mức năm gãy. Bạn nghiệm ra được nhiều cái bài học, và có thể là cái năng lượng của bạn nếu mà đúng hướng, đúng hướng là bạn phải ở cái mức bậc thầy trở lên nha. Bạn làm cái gì đó, bạn chia sẻ, bạn hướng dẫn, giảng dạy, bạn bậc thầy trở lên á, là cái đó mới là đúng với năng lượng của bạn á, rất cao. Còn nếu như mà đặt bạn sai chỗ á, thì tự nhiên là bạn sẽ thấy cái gì đó nó bực bội, nó mất bói lắm, nó không hợp, và kiểu như hay xảy ra những cái bực bội, lặt vặt, tranh luận, tranh cãi nếu như mà xếp bạn vào cái vị trí không đúng, hoặc là nếu như bạn chưa làm được đúng cái gọi sứ mệnh của bạn á. Tại sứ mệnh của bạn là cao lắm, tại lên tới năng lượng của Hierophant, năng lượng của Hierophant là năng lượng của bậc thầy á. Nghiên cứu này nọ liên quan học hỏi, học thuật, học tập gì đó, hướng dẫn, chia sẻ, giảng dạy gì đó, thì cái đó, hoặc là bạn chia sẻ được một kinh nghiệm gì đó cũng được gọi là bậc thầy luôn nha. Thì như thế mới là phù hợp á. Còn nếu như không đúng chỗ là bạn thấy là bạn luôn ở một cái trạng thái là đầy cái sự mâu thuẫn và bực bội. Father of Cups lại là năng lượng của nước. Vua Ly, chính Ly, Father of Swords. Rồi, sự nghiệp của bạn đang bắt đầu từ bây giờ là bạn sẽ đi theo cái ước mơ của bạn luôn. Nghĩa là bạn mong muốn xây dựng điều gì cho cuộc đời mình thì bắt đầu từ bây giờ bạn là rất chân thành rồi, chân thành một lòng một dạ để bạn thực hiện cho bằng được ước mơ của bạn. Bạn đã sáng tỏ rồi, là bạn đã quyết tâm rồi, rõ ràng rồi, sáng tỏ rồi với cuộc đời của mình. Còn về năng lực của bạn á, là nó đã quá ở cái mức đỉnh cao rồi mọi người. Bởi vì bạn toàn là năng lượng của vua không à. Ở đây á, là vua nước là một cái sự thấu hiểu hết mọi chuyện, hiểu hết mọi chuyện, đầy trí tuệ luôn. Vua kiếm. Cho nên bạn thấy là yếu tố nào bạn cũng có hết á. Cho nên là bắt đầu từ bây giờ là bạn sẽ quyết tâm, bạn vào thẳng luôn, bạn không đi đường vòng, bạn không có chạy lòng vòng nữa, mà bạn sẽ bắt đầu thực hiện thẳng luôn ước mơ của bạn là gì. Và một điều tuyệt vời ở đây là những cái yêu cầu bạn cần phải có thì bạn đã có rồi, tức là kinh nghiệm, trải nghiệm nè, bạn đã có gì cho bản thân, bạn đầu tư vào bản thân như thế nào, cái sự thấu hiểu về mọi việc của bạn ra sao, rồi là hiểu về nhân tình thế thái, rồi bạn cách ứng xử này nọ, bạn cũng đã là ở vị trí của số 1 rồi. Chưa kể là kiến thức, kỹ năng nè, về mọi thứ ở nơi bạn á, bạn đều giỏi hết. Cho nên thành ra bạn có sự khởi đầu mới thì chăng nữa, nhưng nó không phải là mới hoàn toàn đâu nha. Tại vì bạn đã có một cái nền tảng á, một cái nền tảng vững chắc về năng lượng của bạn rồi. Chứ năng lượng của bạn không phải là yếu, không phải nhỏ.
năng lượng của bạn không phải là năng lượng của cái người mới bắt đầu, mà bạn chỉ đơn giản là bạn bắt đầu có những cái bạn quyết liệt, bạn mạnh mẽ hơn để bạn thực hiện cái ước mơ của bạn á. Rồi mình xin kết thúc phần trả bài. Cảm ơn các bạn rất nhiều.